không cúng bốn thời: Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Lúc Đức Thầy còn ở Tổ Đình Hòa Hảo, có anh Tư Tỏ khoe với tôi là anh đang công phu lễ bái tới bốn thời cúng. Tôi nói, bộ anh muốn bỏ tôi sao? Mà hành lễ nhiều quá vậy. Thế là từ chợ Vàm làng Phú An, Tân Châu, thôi chạy xe đạp xuống nhà ông cả, ý là để hỏi việc hành đạo của anh Tỏ. Chưa kịp hỏi, thầy nói ngay, Hương Hào về nói lại cho anh Tỏ biết, không nên cúng giờ Tý, tức là 12 giờ khuya, chỉ được cúng giờ Ngọ, tức là từ 11 cho đến 1 giờ trưa. Tôi hỏi, sao không được cúng giờ Tý, thưa thầy? Đây là giờ ma vương xuất hiện, mình chưa đủ đức độ, dễ bị chúng xâm hại. Tôi hỏi tiếp, vậy giờ lễ bái hàng ngày ra sao vậy thầy? Thời cúng sáng 4 đến 6 giờ chiều, chiều 6 đến 8 giờ tối, 18 đến 20 giờ. Nếu đến giờ công phu bận việc, không cúng trong giờ ấy được, mà quá giờ thì cho qua. Do công việc bất đắc dĩ, chứ không phải vì ham lao động hay ham chơi mà để quá giờ. Sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Trích lời kệ của ông Hương Hào Phỉ. Lưu ý, trước thời cúng nên rửa mặt mày, tay chân, súc miệng cho sạch sẽ, thân tâm an tịnh, trang nghiêm, tập trung vào thời công phu, cá sự và lý. Ha ha ha,